Huyện ủy Chợ Mới vừa tổng kết phong trào thi đua trên chợ khéo năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang đến dự. Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, phong trào thi đua dân vận khéo do Huyện ủy phát động đã đạt được kết quả cao. Thông qua các mô hình đã được nhân dân đóng góp với số tiền trên 90 tỷ đồng. Nổi bật là mô hình vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp từ thiện xã hội, hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng cầu đường, cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng, quà tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Huyện Chợ Mới còn xây dựng nhiều mô hình thiết thực trên các lĩnh vực như mô hình thành lập câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ hợp tác trồng rau an toàn, đội cất nhà từ thiện, vận động hộ gia đình mua bình chữa cháy, mua xe chuyển bệnh miễn phí, gắn bóng đèn nông thôn nhân dân. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới yêu cầu trong thời gian tới tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung phương pháp thực hiện công tác dân vận, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng mô hình dân vận khéo phải phù hợp với từng địa phương, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động hướng về cơ sở, gần dân, sát dân. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.